Bí ẩn hành trình 3 lần tìm kiếm vai diễn Đường Tăng trong Tây Du Ký năm 1986. Trong quá trình quay Tây Du Ký phiên bản năm 1986, một câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra với vai diễn Đường Tăng mà đến hiện tại vẫn chưa ai có thể giải thích được. Câu chuyện này nghe qua có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng đây có thể là minh chứng cho việc có duyên với Phật. Chúng ta đều biết, tam thân trong Phật giáo có 3 loại, đó là pháp thân, báo thân và ứng thân. Và vai Đường Tăng trong Tây Du Ký chính là sự kết hợp kỳ lạ của tam thân này. Từ lúc khởi quay đến khi kết thúc, có đến 3 diễn viên đóng vai Đường Tăng. Đồng thời, rất nhiều diễn viên Trung Quốc cho rằng ai mặc trang phục Đường Tăng này thì trong cuộc sống sẽ xảy ra một sự việc kỳ lạ. Uông Việt bỏ vai, sự nghiệp dậm chân tại vai diễn giang dở. Người đầu tiên là Uông Việt, anh là người đóng vai Đường Tăng trong tập 1 quay thử và 3 tập chính thức. Trên thực tế, cả 3 diễn viên đóng vai đệ tử của Đường Tăng đều đã được quyết định từ thời điểm đầu tiên, nhưng vai diễn Đường Tăng vẫn chưa chọn được người thích hợp. Lúc đó, đạo dưỡng Dương Khiết rất chú ý đến sở thích của những khán giả trẻ, nên đã mạnh dạn cho một diễn viên trẻ đẹp, bề ngoài chỉnh chu thanh lịch vào vai Đường Tăng. Và Uông Việt, người vừa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, sau khi thử cạo đầu hoàn toàn phù hợp với hình ảnh Đường Tăng trong lòng Dương Khiết. Mặc dù ngoại hình phù hợp, nhưng chớ trêu là anh chàng Uông Việt hoàn toàn không có khí chất của đệ tử Phật giáo. Vì lý do này, đạo diễn đã sắp xếp cho anh đến chùa Pháp Nguyên ở Bắc Kinh, cùng sống và sinh hoạt với các nhà sư tại chùa trong vòng nửa tháng để tìm hiểu nghi lễ, cuộc sống và phong thái của người tu hành Phật giáo để có thể vào vai tốt nhất. Nhưng thời điểm đó đang là mùa hè, trời nắng nóng và có rất nhiều muỗi đốt. Uông Việt ở đó chưa đến 10 ngày đã cảm thấy không chịu đựng nổi. Vì vậy anh quyết định rời đi trong đêm. Anh nói với đạo diễn Dương Khiết bằng giọng đau khổ rằng ở đó có rất nhiều muỗi. Khi đạo diễn hỏi tại sao anh không vì vai diễn này mà cố gắng, thì anh cho biết chùa không cho phép giết muỗi. Dương Khiết vừa thấy hơi buồn cười, vừa thấy thông cảm cho chàng diễn viên. Bà cho rằng những ngày qua chắc anh cũng học được khá khá những điều cần thiết rồi. Trước khi rời chùa Pháp Nguyên, một vị lão sư cũng đã gửi cho Uông Việt 2 bài kệ với nội dung như sau: Vụ thực, ngôn hành, tương ứng bất hoài tự đại. Phải thiết thực, lời nói đi đôi với hành động, không tự cao tự đại. Hữu bằng, hữu sở vi tác, nhi bất trung xả. Bền chí, việc gì cũng làm được. Nghĩa là ông ấy mong anh hãy nói được, làm được, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Vậy nên, Uông Việt cũng đã quay trở lại đoàn phim và làm theo lời căn dặn của vị lão sư. Anh không chỉ đi sâu vào nhân vật mà còn tự tay làm chiếc mũ Phật 5 cánh cho dùng với những gì anh đã học trong chùa. Nhưng khi vừa quay tập thử nghiệm đầu tiên, giám đốc truyền hình cảm thấy không hài lòng về vai Đường Tăng do Uông Việt thủ vai, bởi tướng mạo của anh có vẻ khắc khổ, không phù hợp với khí chất của nhân vật. Ông trực tiếp yêu cầu thay thế diễn viên, nhưng đạo diễn Dương Khiết thực sự rất quan tâm đến những diễn viên trẻ. Bà nghĩ những người trẻ vừa ra trường như Uông Việt đương nhiên sẽ thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nhưng vẫn có thể trao cho họ cơ hội. Dưới sự bảo đảm của đạo diễn, Uông Việt đã tiếp tục được thực hiện vai diễn, đồng thời cũng đã từng bước cải thiện được bản thân phù hợp hơn. Trong tập Ăn trộm quả nhân sâm và 3 lần đánh bạch cốt tinh, phân cảnh Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không đi đã được Uông Việt thể hiện xuất thần. Anh đã bộc lộ được sự từ bi, cảm giác đau xót và bất lực trước đệ tử mà mình vô cùng yêu quý. Nhưng đúng lúc đạo diễn đang thở phào nhẹ nhõm vì mình không nhìn nhầm người, thì Uông Việt lại bất ngờ đến tìm bà và nói rằng anh ấy muốn dành thời gian trống để quay một bộ phim điện ảnh. Hỏi ra mới biết, thì ra đạo diễn Hàn Tam Bình đã tìm đến và hy vọng anh có thể làm nam chính trong bộ phim của mình. Đối mặt với mức thù lao khá cao và sự hấp dẫn của vai nam chính phim điện ảnh, dù đạo diễn Dương Khiết có ra sức thuyết phục cũng không thể giữ được chân anh. Sau khi Uông Việt rời đoàn làm phim, đạo diễn chỉ còn cách nhanh chóng tìm một diễn viên mới để thay thế. Tưởng chừng sự ra đi này sẽ giúp tương lai của chàng diễn viên trẻ phát triển, nhưng không ngờ, sau lần bỏ vai này, sự nghiệp của Uông Việt liên tục dậm chân tại chỗ. Những tác phẩm của ông không thực sự gây được tiếng vang lớn như Tây Du Ký, mà mỗi khi nhắc đến Uông Việt, khán giả chỉ nhớ nhất đến vai diễn Đường Tam Tạng mà ông bỏ giang dở khi xưa. Từ Thiếu Hoa, bỏ vai diễn chỉ vì 5 nhân dân tệ. Tiếp bước Đường Tăng Uông Việt đầu tiên, chỉ đóng được 3 tập lại bỏ vai để được đóng nam chính trong phim mới.
Từ Thiếu Hoa đã trở thành gương mặt được đạo diễn Dương Khiết lựa chọn cho Đường Tăng thứ hai. Lúc đó anh đã đến đoàn phim để thử vai Tiểu Bạch Long, nhưng trong lúc trang điểm cho vai diễn này, đạo diễn cảm thấy anh thiếu đi khí phách anh hùng của nhân vật lúc còn là thái tử Long Cung. Thay vào đó là vẻ bề ngoài nho nhã, thư sinh, lại phù hợp với phong cách hóa trang thời nhà Đường, nên bà đã đưa cho anh bộ quần áo của Đường Tăng. Mọi người đều cho rằng Từ Thiếu Hoa rất phù hợp với vai diễn này, vậy là khó khăn trước mắt của đoàn phim đã được giải quyết. Hơn nữa, Từ Thiếu Hoa cũng rất thông minh. Sau khi thực hiện những cảnh quay dưới sự chỉ đạo của Dương Khiết, anh ấy đã dần có được khí chất của một đệ tử Phật giáo, cơ bản không cần đến nhà Phật học tập như Uông Việt. Nhưng dưới cái nhìn của đạo diễn Dương Khiết, Đường Tăng lần này vẫn còn có chút thiếu sót bởi dáng người của anh quá gầy gò. Làm thế nào có thể khơi dậy được sự thèm muốn ăn được thịt của Đường Tăng của yêu quái? Vì lý do này mà đạo diễn đã yêu cầu Từ Thiếu Hoa phải nhanh chóng tìm cách tăng cân. Kết quả, sau một tháng anh đã tăng gần 20kg. Sau khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Từ Thiếu Hoa tiếp tục góp mặt trong tập Giam Cầm Ngũ Hành Sơn, Hầu Vương Hộ Đường Tăng, Đại Chiến Hồng Hải Nhi và thêm 6 tập khác. Với ngoại hình thoát tục, diễn xuất tinh tế nhẹ nhàng, mọi người đều an tâm đây sẽ là diễn viên cuối cùng thủ vai Đường Tăng của bộ phim. Nhưng ngay khi cả đoàn phim tưởng rằng chút bỏ được gánh nặng, thì thử thách mới lại đến. Trường Đại học Nghệ thuật Sơn Đông mà Từ Thiếu Hoa đăng ký trước đó đã liên hệ mời anh tham gia thi tuyển. Họ đã nói với anh rằng, ngay sau khi hoàn thành xong cuộc thi, anh có thể trở lại đoàn phim. Đạo diễn Dương Khiết rất thông cảm và cho rằng tấm bằng này cũng là một cơ hội cho những diễn viên trẻ. Để không ảnh hưởng tiến độ của mọi người, bà đã vận động cả đoàn làm thêm giờ, giờ những cảnh quay có mặt Đường Tăng ra phía sau để anh chàng có thời gian thi cử. Điều không ngờ là lúc cả đoàn đi đến Tô Châu để quay tập Nữ Nhi Quốc, vẫn chưa thấy Từ Thiếu Hoa xuất hiện. Đạo diễn Dương Khiết có chút lo lắng và cử hai người tới gặp nam diễn viên trẻ. Cuối cùng thực sự nhận được tin Từ Thiếu Hoa quyết định bỏ vai diễn để tập trung vào việc học. Đạo diễn Dương Khiết lúc này rất tức giận, chỉ là bà muốn trao cơ hội cho diễn viên trẻ. Thật ra diễn viên Trung Quốc nào có kinh nghiệm, chỉ cần khoác lên người bộ quần áo cũng có thể diễn tốt vai Đường Tăng. Giám đốc đài truyền hình cũng đã ủng hộ quyết định đổi người của bà. Tuy nhiên, Mã Đức Hoa, người đóng vai Chưa Bắt Giới, nhiều năm sau đã tiết lộ lý do thực sự mà Từ Thiếu Hoa rời đi là bởi vì 5 tệ tiền thù lao trong khi quay tập Nữ Nhi Quốc. Mặc dù đóng vai quan trọng hơn, nhưng tiền thù lao của Từ Thiếu Hoa vẫn ít hơn Mã Đức Hoa. Bởi toàn bộ người trong đoàn phim, ngoại trừ Đường Tăng, đều là diễn viên đóng thế được các vai khác. Vì thế, trong 4 diễn viên chính, thì tiền thù lao của anh ấy là thấp nhất. Có lẽ bởi vì không hài lòng với mức lương này, nên Từ Thiếu Hoa quyết tâm rời bỏ đoàn làm phim. Mặc dù được mệnh danh là Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh, nhưng cuộc sống của Từ Thiếu Hoa hiện tại vẫn rất chật vật. Ông phải sống nương nhờ vào danh tiếng năm xưa và nhận đủ show lớn nhỏ tại địa phương để kiếm thêm thu nhập. Chỉ Trọng Thụy, ứng thân thật sự. Sự xuất hiện của Đường Tăng thứ ba, Chỉ Trọng Thụy, giống như là sự sắp xếp của số phận khi ông tình cờ được đạo diễn Dương Khiết tìm thấy chỉ trong một lần lướt qua nhau. Sau khi làm việc với hai diễn viên trẻ cho vai diễn Đường Tăng, đạo diễn Dương Khiết cảm thấy vô cùng chán nản. Theo kế hoạch, khi chỉnh sửa hậu kỳ cho tập Nữ Nhi Quốc, đoàn làm phim sẽ nhanh chóng đến Sơn Tây quay tập tiếp theo. Vai chính Đường Tăng vẫn đang bỏ trống. Họ cũng không thể tùy tiện tuyển vội một ai đó cho vai diễn này khi hai vai diễn trước đã bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, điều thú vị bất ngờ đã xảy ra sau cuộc gặp gỡ của đạo diễn Dương Khiết với một phóng viên hậu trường đến phỏng vấn. Dương Khiết kể lại, khi anh ấy bước ra khỏi phòng biên tập với vóc người cao lớn đi về phía bà, ngay khoảnh khắc hai người vừa lướt qua nhau, bà đã lập tức cảm nhận đây là người có khí chất tốt, rất hợp với vai diễn. Đạo diễn Dương Khiết lập tức gọi anh lại. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng Chỉ Trọng Thụy vẫn lịch sự hỏi rằng có phải là bà đang gọi mình hay không. Bà trực tiếp nhìn anh, cảm thấy người này khôi ngô tuấn tú, lời nói và hành vi hào phóng tào nhã. Vì vậy, bà đã gọi anh ấy đến phòng biên tập. Vừa vào đến phòng, đạo diễn đã ngay lập tức hỏi Chỉ Trọng Thụy rằng liệu anh có chịu cạo chọc đầu để đóng vai Đường Tăng hay không. Chỉ Trọng Thụy ban đầu có chút kinh ngạc, sau đó chuyển sang vui mừng và lập tức gật đầu đồng ý. Qua cuộc gặp gỡ thú vị này, thời gian từ việc chọn vai diễn đến việc tiếp tục quay phim chỉ mất chưa được một tuần. Với ngoại hình của mình, Chỉ Trọng Thụy sau khi khoác lên mình chiếc áo cà sa đã trở thành vị cao tăng đáng mong chờ nhất màn ảnh. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ hai đợt tuyển chọn trước, đạo diễn Dương Khiết quyết định thử thách lòng kiên trì của Đường Tăng thứ ba này bằng cách để anh đóng tập Trừ Yêu OK Quốc với vai Tĩnh Long Vương. Và sự thật đã chứng minh
lựa chọn của đạo diễn lúc này là đúng đắn. Bà của chị Trọng Thụy là một Phật tử sùng đạo. Vì thế từ nhỏ anh đã bị ảnh hưởng sâu sắc tinh thần Phật giáo từ bà mình. Cộng thêm xuất thân từ một gia đình kinh kịch nên sự rèn luyện và lòng khoan dung của anh vượt xa những người bình thường. Ngoài đời, từng lời chị Trọng Thụy nói ra nghe rất dịu dàng khoan dung. Khi tức giận, anh cũng chỉ nói với người khác rằng như vậy là không đúng, là sai rồi. Hay nặng nề hơn một chút thì là bạn làm tôi phát điên. Vì vậy dù là trên phim hay đời thực, ba diễn viên đóng vai đệ tử vẫn luôn kính trọng ông. Tốc độ quay phim cũng được cải thiện đáng kể. Với đôi mắt từ bi nhưng kiên định, chị Trọng Thụy như làm sống lại nhân vật Đường Tăng với quyết tâm đi thỉnh chân kinh. Là một Phật tử trung thành, tâm không vướng bụi trần, ông đã cùng đoàn làm phim đi đến đích cuối cùng, thỉnh được chân kinh. Những thử thách đầy thăng trầm của việc ba lần thay đổi vai diễn tựa như tam thân trong Phật giáo mà số phận đã định trước. Sau khi Tây Du Ký chính thức được lên sóng, chị Trọng Thụy đã nhận được sự quan tâm của Trần Lệ Hoa, người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Cho đến nay, hai người kết hôn hơn 30 năm, bất chấp khoảng cách về tuổi tác và vị thế xã hội. Có lần khi cả hai cùng nhau dự lễ khai giảng, lúc ấy tôi rời rẻ đặc lên thảm đỏ đã được trải sẵn để vợ chồng ông bước lên sân khấu. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, khiến cảnh tượng trước mắt tựa như chữ song hỉ lớn, như một món quà từ trời cao. Mặc dù không phải là những câu chuyện quá kỳ bí khó giải thích, nhưng ba lần thay vai diễn Đường Tăng giống như một định mệnh. Ông trời lựa chọn một người có thể toàn tâm toàn ý thể hiện được ý nghĩa mà bộ phim mang lại. Không phải là một Ung Việt dễ từ bỏ, cũng không phải là một Từ Thiếu Hoa thiếu trách nhiệm, mà là một chị Trọng Thụy quyết tâm thỉnh được chân kinh. Những thành quả trong sự nghiệp của họ cũng là kết quả hợp lý cho sự cố gắng của mỗi người. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.